Cuốn 16 giải thích tinh tấn Ba La Mật. Hỏi: thế nào là tướng của tinh tấn? Đáp: có khả năng đối với việc làm phát khởi không khó, ý chí kiên cường, tâm không mệt mỏi, làm việc cho giáo, như vậy là tướng của tinh tấn. Lại nữa, như Phật dạy, tướng của tinh tấn là thân tâm không ngừng nghỉ. Ví như Thích Ca Mâu Phật kiếp trước từng làm chủ khách buôn, đem các người buôn đi vào chỗ hiểm nạn, ở đó có quỷ La Sát đưa tay ngăn lại, nói rằng: người đứng yên đừng nhúc nhích, không cho người đi. Chủ khách buôn liền lấy nắm tay phải đánh nó, nắm tay liền dính không kéo ra được. Lại lấy nắm tay trái đánh nó cũng không kéo ra được. Lại lấy chân phải đạp nó, chân bị dính luôn. Lại lấy chân trái đạp nó cũng dính như thế. Lại lấy đầu húc tới, đầu cũng dính luôn. Quỷ hỏi: người nay đã như vậy còn muốn làm gì nữa? Tâm người đã chịu ngừng chưa? Đáp: tuy cả nằm vóc bị trói dính, nhưng tâm ta không bao giờ để cho người dẹp. Ta sẽ dùng sức tinh tấn đánh lộn với ngươi, quyết định không giải đãi thối lui. Quỷ liền hoan hỉ, nghĩ rằng người này động lực rất lớn, nên nói với người ấy rằng: sức tinh tấn của ngươi rất lớn, quyết chấp không ngừng nghỉ, ta để cho ngươi đi. Người tu hành như vậy đối với thiện pháp, đầu đêm giữa đêm cuối đêm tụng kinh tọa thiền, cầu chứng thật tướng các pháp, không để bị các kiết sử che lấp, thâm tâm không giải đãi, ấy là tướng của tinh tấn. Tinh tấn là một tâm sở pháp, siêng làm không trụ tướng, theo tâm hành cùng tâm sanh, có giác có quán tầm tứ, hoặc không giác có quán, hoặc không giác không quán. Như trong sách A Tỳ Đàm nói rộng: đối hết thảy thiện pháp siêng tu không giải đãi, ấy là tướng của tinh tấn. Ở trong năm căn gọi là tinh tấn căn, căn tăng trưởng thì gọi là tinh tấn lực, tâm được khai ngộ thì gọi là tinh tấn giác tri, có thể đưa đến thành niết bàn của Phật đạo thì gọi là chánh tinh tấn. Trong bốn niệm xứ, siêng năng buộc tâm là tinh tấn phần, bốn chánh cần là tinh tấn môn. Trong bốn như ý túc, dục và tinh tấn là tinh tấn như ý túc. Trong sáu ba la mật gọi là tinh tấn ba la mật. Hỏi: ông trước kia đã nói khen ngợi tinh tấn, nay nói tướng của tinh tấn ấy là tinh tấn gì? Đáp: ấy là tướng tinh tấn đối với hết thảy thiện pháp. Hỏi: này đang luận nghị về đại bát nhã ba la mật thì chỉ nên nói tinh tấn ba la mật chứ sao lại nói tinh tấn đối hết thảy thiện pháp? Đáp: Bồ Tát mới phát tâm phải tinh tấn đối hết thảy thiện pháp, dần dần mới được tinh tấn ba la mật. Hỏi: tinh tấn đối với hết thảy thiện pháp thì có nhiều, này chỉ nói tinh tấn ba la mật là đã nhiếp vào trong sự tinh tấn đối với hết thảy thiện pháp rồi. Đáp: tinh tấn vì Phật đạo gọi là ba la mật, còn tinh tấn vì các thiện pháp khác thì chỉ gọi là tinh tấn mà không gọi là ba la mật. Hỏi: siêng năng đối với hết thảy thiện pháp sao không gọi là tinh tấn ba la mật mà chỉ gọi Bồ Tát tinh tấn với ba la mật? Đáp: ba la mật gọi là đến bờ kia, cửi thế gian và thanh văn, bích chi Phật, không thể hành tinh tấn một cách đầy đủ, cho nên không gọi là ba la mật. Lại nữa, người ấy không có tâm đại từ đại bi, bỏ rơi chúng sanh, không cầu các thiện pháp như 10 lực, 4 vô sở úy, 18 pháp bất cộng, nhất thiết trí và vô ngại giải thoát, vô lượng thân, vô biên quang minh, vô lượng âm thanh, vô lượng trì giới, thiền định, trí tuệ. Do vậy, người ấy tinh tấn mà không gọi là ba la mật. Lại nữa, Bồ Tát tinh tấn không ngừng không nghỉ, nhất tâm cầu Phật đạo, tu hành như vậy gọi là tinh tấn ba la mật. Như Bồ Tát Hảo Thí vì cầu ngọc như ý mà tháo cho chày cạn biển lớn, dầu gân xương bị khô kiệt, chọn khúc giải đãi phế bỏ để được ngọc như ý cấp thí cho chúng sanh, cứu vớt sự khổ nơi thân họ. Bồ Tát làm được việc khó làm như vậy, ấy là Bồ Tát tinh tấn ba la mật. Lại nữa, Bồ Tát lấy lực tinh tấn làm đầu để thực hành năm ba la mật kia, khi ấy gọi là Bồ Tát tinh tấn ba la mật. Ví như hòa hợp đủ các thứ thuốc mới trị lành trọng bệnh, Bồ Tát tinh tấn cũng như vậy, chỉ thực hành tinh tấn mà không thực hành năm ba la mật kia, thầy không gọi là Bồ Tát tinh tấn ba la mật. Lại nữa, Bồ Tát tinh tấn không phải vì tài lợi giàu sang thế lực, cũng không vì thân, không vì sắc lên trời làm trở lên thánh vương, phạm thiên đế thích thiên vương, cũng không vì cầu niết bàn cho riêng mình, mà chỉ vì Phật đạo lợi ích chúng sanh. Các tướng như vậy gọi là Bồ Tát tinh tấn ba la mật. Lại nữa, Bồ Tát tinh tấn tu hành hết thảy thiện pháp đều lấy tâm đại bi làm đầu, như cha mẹ lành chỉ có một đứa con mà nó bị bệnh nặng thì nhất tâm tìm thuốc để cứu bệnh cho con. Bồ Tát tinh tấn lấy tâm từ làm đầu cũng như vậy, cứu vớt cho hết thảy, tâm không tạm rời bỏ,
Lại nữa, Bồ Tát tinh tấn lấy trí tuệ biết rõ thật tướng làm đầu để thực hành 6 ba la mật, ấy gọi là Bồ Tát tinh tấn ba la mật. Hỏi: Thật tướng của các pháp là vô vi vô tác, còn tinh tấn là hữu vi hữu tác, làm sao lấy thật tướng làm đầu? Đáp: Tuy biết thật tướng các pháp là vô vi vô tác, nhưng vì bản nguyện đại bi muốn độ chúng sanh nên ở trong vô tác mà dùng lực tinh tấn độ thoát hết thảy. Lại nữa, nếu thật tướng các pháp đã là vô vi như tướng niết bàn trong một không một không hai thì ông làm sao nói hết thật tướng khác với tướng tinh tấn ư? Chính là ông không hiểu rõ thật tướng các pháp thế nào cả. Lại nữa, Bồ Tát được lực thần thông dùng thiên nhãn thấy chúng sanh trong ba cõi năm đường vì mất vui nên khổ, thấy chư thiên ở cõi vô sắc vì ham vui trong thiền định, tâm mê đắm không giác tỉnh, khi mạng tận phải rơi trở lại trong cõi dục thọ thân hình cầm thú, thấy chư thiên ở cõi sắc cũng như vậy, từ chỗ thanh tịnh bị đọa trở lại chịu sự dâm dục ở trong bất tịnh, thấy 6 tầng trời ở cõi dục ưa đắm ngũ dục nên trở lại đọa vào địa ngục chịu các khổ thống, thấy trong nhân đạo nhờ phước của 10 điều thiện đổi được thân người, thân người thì nhiều khổ ít vui, bệnh tật phần nhiều bị đọa vào đường ác, thấy các súc sanh chịu các khổ não, xua gậy đuổi chạy trở nặng đi xa, cổ họng bị đâm thủng sắt nóng thiêu đốt, đó là những người vì hạnh nghiệp đời trước trói buộc chúng sanh, roi gậy đánh đập khổ não, vì các nhân duyên như vậy cho nên phải chịu mang thân hình cầm thú voi ngựa trâu dê hươu nai. Thấy người có tính dâm dục nặng vô minh nhiều thì chịu làm loại ngỗng ngao chim sẻ uyên ương tu hú bổ câu gà vịt anh võ chim trăm lưỡi là các thứ chim trăm ngàn chủng loại do tội dâm dục mà thân mọc lông vũ bị cách bức với các thứ xúc trơn mịn mỏ cựa thô cứng không phân biệt được sự xúc chạm. Thấy người sân giận nhiều thì chịu làm loài trùng như rắn độc, rết, bò cạp, sâu, bò, ong, làm trăm chân ngậm độc. Thấy người ngu si nhiều thì chịu làm loài giun, con ngãi, bọ hung, kiến hôi, cú mèo, loài chim mạnh tợn, những thứ trùng chim lẫn thẫn. Thấy người kiêu mạn sân giận nhiều thì chịu mang thân mãnh thú như sư tử hổ báo do tà mạn mà chịu sanh trong loài lừa heo lạc đà. Người sát tham tật đố khinh khi nóng nảy ngắt ngặt thì chịu mang hình con khỉ khỉ đột gấu do nghiệp nhân tà tham ghen ghét thì chịu mang hình các loại thú mèo chồn cọp đất, do nghiệp nhân không biết hổ thẹn tham ăn tham uống nên chịu mang hình hài các loài chim quạ chim khách ken ken, do khinh mạng người lành nên chịu mang thân gà chó chồn làm việc bố thí lớn mà tâm sân giận quanh co, do nhân duyên ấy nên chịu mang thân loài rồng làm việc bố thí lớn mà tâm cao ngạo lăng ngược làm khổ não chúng sanh, nên chịu mang thân kim sĩ, do các kiết sự hành nghiệp nhân duyên như vậy nên chịu các thống khổ của loài cầm thú súc sanh. Bồ Tát được thiên nhãn quán thấy chúng sanh luân chuyển 5 đường cứ quanh quẩn trong đó, chết ở cõi trời sanh vào cõi người, chết ở cõi người sanh lên cõi trời, chết ở cõi trời sanh vào địa ngục, chết ở địa ngục sanh lên cõi trời, chết ở cõi trời sanh vào ngạ quỷ, chết ở ngạ quỷ lại sanh lên cõi trời, chết ở cõi trời sanh vào súc sanh, chết ở súc sanh lại sanh lên cõi trời, chết trên cõi trời chờ sanh lại trên cõi trời, địa ngục ngạ quỷ súc sanh cũng như vậy, chết trong cõi dục sanh trong cõi sắc, chết trong cõi sắc sanh trong cõi dục, chết trong cõi dục sanh trong cõi vô sắc, chết trong cõi vô sắc sanh trong cõi dục, chết trong cõi dục lại sanh trong cõi dục, cõi sắc cõi vô sắc cũng như vậy, chết trong hoạt địa ngục sanh trong hắc thẳng địa ngục, chết trong hắc thẳng địa ngục sanh trong hoạt địa ngục, chết trong hoạt địa ngục sanh lại trong hoạt địa ngục, hợp hội địa ngục cho đến a tỳ địa ngục cũng như vậy, chết trong thán khanh địa ngục sanh trong phất xí địa ngục, chết trong phất xí địa ngục sanh trong thán khanh địa ngục, chết trong thán khanh địa ngục sanh lại trong thán khanh địa ngục, thiêu lâm địa ngục cho đến đại bao đầu ma địa ngục cũng như vậy, chuyển chuyển sanh vào trong đó, chết trong loài noãn sanh lại sanh trong loài thai sanh, chết trong loài thai sanh lại sanh trong loài noãn sanh, chết trong loài noãn sanh lại sanh trong loài noãn sanh, thai sanh thấp sanh hóa sanh cũng như vậy, chết trong chậu diêm phù đề sanh trong chậu phất bà đề,
chết trong chầu Phất Bà Đề, sanh trong chầu Diêm Phủ Đề, chết trong chầu Diêm Phủ Đề, sanh lại trong chầu Diêm Phủ Đề. Chầu Cổ Đà Ni Uất Đơn La Việt cũng như vậy. Chết ở chỗ Tứ Thiên Vương, sanh trong Đà Lợi Thiên, chết trong Đà Lợi Thiên, sanh ở chỗ Tứ Thiên Vương, chết ở chỗ Tứ Thiên Vương, lại sanh trở sanh ở chỗ Tứ Thiên Vương. Đà Lợi Thiên cho đến Tha Hóa Tự Tại Thiên cũng như vậy. Chết trong cõi trời Phạm Chúng, sanh trong cõi trời Phạm Phụ, chết trong cõi trời Phạm Phụ, sanh trong cõi trời Phạm Chúng, chết trong cõi trời Phạm Chúng, sanh trở lại trong cõi trời Phạm Chúng. Trời Phạm Phụ, trời Thiểu Quang, Vô Lượng Quang, Quang Âm Thiểu Tịnh, Vô Lượng Tịnh, Biến Tịnh, Ana Bạt La Già, Đắc Xanh, Đại Quả Hư Không Xứ, Thức Vô Biên Xứ, Vô Sở Hữu Xứ, Phi Hữu Tưởng, Phi Vô Tưởng cũng như vậy. Chết trong cõi trời Phi Hữu Tưởng, Phi Vô Tưởng, sanh trong địa ngục A Tỳ, như vậy chuyển chuyển sanh trong năm đường. Bồ Tát Quán Thế như vậy rồi sanh tâm đại bi, ta đối với chúng sanh không có lợi ích gì, tùy giúp cho cái vui thế gian khi vui cùng tột thời khổ, vậy ta hãy lấy cái vui chân thường của Niết Bàn Phật Đạo giúp ích cho tất cả. Làm sao giúp ích? Phải siêng năng đại tinh tấn mới được trí tuệ chân thật, được trí tuệ chân thật biết được thật tướng của các pháp, lấy các ba la mật khác giúp thành để làm lợi ích cho chúng sanh, ấy là Bồ Tát tinh tấn ba la mật. Bồ Tát Quán Thế trong loài ngạ quỷ bị đói khát, hai mắt bị hăm sâu, lông tóc dài, chạy đông chạy tây, nếu muốn chạy đến chỗ nước thì bị các con quỷ giữ nước lấy gậy sắt đánh đuổi lui, nếu không có quỷ giữ gìn thì nước tự nhiên khô, hoặc trời có mưa nước mưa hóa thành than, hoặc có loài ngạ quỷ thường bị lửa đốt, nhiều lúc kiếp tận các núi đều tuôn lửa, hoặc có loài ngạ quỷ gầy guộc chạy cuồng, lông tóc rối loạn phủ khắp thân mình, hoặc có loài ngạ quỷ thường ăn phân nước dài, nước mắt đổ nhơ, mũi nước cạn bã rửa ráy, có khi đi đến đứng bên cầu xí dình chờ đồ bất tịnh, hoặc có loài ngạ quỷ thường tìm tàng huyết của sản phụ để uống, thân hình như cây cháy, cổ như lỗ kim, nếu cho nó nước uống ngàn năm không đủ, hoặc có loài ngạ quỷ tự phá đầu mình lấy tay móc não mà liếm, hoặc có loài ngạ quỷ thân hình như núi đen bị móc sắt móc cổ dập đầu cầu thương xót lại lục lính ngục, hoặc có loài ngạ quỷ đời trước ác khẩu ưa lấy lời thô ác ra hại chúng sanh, thấy chúng sanh rất oán ghét, trông thấy như kẻ thù, vì tội ấy mà bị đọa vào đường ngạ quỷ chịu vô lượng thống khổ. Bồ Tát Quán Thế tám đại địa ngục khổ độc muôn mối, thấy trong đại địa ngục hoạt các tội nhân đấu tranh nhau, ác tâm sân giận tranh giành, tay cầm dao bén chặt chém lẫn nhau, lấy giáo dài đâm nhau, lấy chĩa sắt thọc nhau, lấy gậy bánh đánh nhau, lấy đùi sắt đà nhau, dây sắt quấn nhau, lấy dao bén nằm vằm nát nhau, lấy móng tay sắt cào xé nhau, lấy máu nơi thân bôi chết nhau, khổ độc bức thiết mê man không biết gì, do nhân duyên của nghiệp trước mà có ngọn giáo lạnh thổi đến, lính ngục kêu lên: "Ôi chao, tội nhân sống lại, biển sống lại." Sống lại lại tiếp tục chịu khổ độc, do vậy nên gọi là địa ngục hoặc sống. Những chúng sanh ở trong đây do nhân duyên hành nghiệp đời trước ham giết sanh vật như trâu dê cầm thú, vì ruộng vườn nhà cửa nô tỳ vợ con quốc thổ tiền tài mà giết hại lẫn nhau, do các thứ nghiệp báo giết hại như vậy mà phải chịu tội quá lắm như vậy. Thấy tội nhân trong đại địa ngục hắc thẳng, bị quỷ la sát hung ác, ngục tốt thọ quỷ thường lấy dây sắt cháy đen đo đạt tội nhân, lấy búa sắt trong ngục sai người đánh chém dài làm cho ngắn, ngắn làm cho dài, vuông làm cho tròn, tròn làm cho vuông, chém đứt tứ chi, xẻ bỏ tai mũi, cắt bớt chân tay, lấy cưa sắt cưa xẻ chặt đứt phá phần móng huyết, thái thì từng miếng đem cân. Những tội nhân này do hành nghiệp nhân duyên đời trước hay gièm pha kẻ trung lương, nói dối ác khẩu, nói hai lưỡi, nói thêu dệt, giết oan kẻ vô tội, hoặc làm sứ gian hung bạo, xâm lăng sát hại quá lắm, do các thứ ác khẩu gièm pha như vậy nên phải chịu tội ấy. Thấy trong địa ngục hợp hội loài ác la sát, lính ngục làm ra các hình thù trông ngựa, heo dê, hươu nai, chồn chó, cọp, sói, sư tử, loài lục bát, voi lớn, kền kền, chim cắt, chim nhỏ, làm ra các thứ đầu chim đầu thú đi đến nuốt cắn, mổ xé nghiến ngấu tội nhân,
hai núi ép lại hợp hội, vành sắt nóng lớn ép nghiến, làm cho thân tội nhân tan nát ở trong cối xóc giã, làm cho nát như ép dầu ép nho, ví như bãi chiến trường bị giày xéo, thể chứa thành đống, đầu chất như núi, huyết chảy thành ao, kền kền chim cắt, cọp sói lại tranh nhau cấu xé. Những tội nhân này do nhân duyên hành nghiệp đời trước hay giết trâu ngựa heo dê, hiều nai trộn thỏ cọp sói sư tử, loài lục bát voi lớn tàn hại rất nhiều điều thú như vậy, cho nên bị các loài điều thú đến làm hại lại. Lại đấy thế lực lấn áp ép buộc kẻ hèn kém nên phải chịu tội hai núi ép lại. Tham sẻn giận tức ngu si sợ hãi xử đoán việc khinh trọng không theo chánh lý, hoặc phá chánh đạo thay đổi chánh pháp nên phải chịu vòng sắt nóng nghiến nát, cối sắt nóng giã tan. Thứ tư thứ năm là địa ngục khiếu hoàn, đại khiếu hoàn. Tội nhân ở trong địa ngục này bị quỷ la sát cục tốt, đầu vàng như kim, trong mắt tuôn lửa, mặc áo sắt đỏ, thân thịt cứng rắn chạy nhanh như gió, tay chân dài to, miệng buông lời ác, dùng chĩa bằng mũi tên, tên bay như mưa, đâm bắn tội nhân. Tội nhân cuồng chạy, cúi đầu cầu xin đại tướng quân buông tha một chút, tức thời bị đưa vào ngục. Địa ngục sắt nóng, ngang dọc 100 do tuần, đuổi đánh dông chạy, chân đều bị cháy, mỡ tủy chảy ra như ép sữa dầu, gậy sắt đánh đầu, đầu vỡ não chảy như bình sữa, lại chém đâm cắt lóc, thân thể nát tan rồi lại đưa vào nhà sắt. Trong nhà khói đen xông lên, xô đẻ lẫn nhau, lại oán hại lẫn nhau, đều nói sao lại để ép ta, vừa muốn tìm ra thì cửa đã đóng, cất to tiếng gào khóc âm vang không ngớt. Những người này do hành nghiệp nhân duyên đời trước đều bởi đo lường dàn cần dối, đoán sự phi pháp, nhận gửi không trả, lấn hiếp kẻ thấp kém, não hại kẻ nghèo cùng, làm cho kêu khóc phá thành quách người, phá xóm làng người, làm tổn hại cướp bóc, nhà nhà oán ghét cả thành kêu la, có khi lừa bịp dối trá dụ dỗ cho ra đi rồi lại hại tiếp. Do các nhân duyên như vậy nên phải chịu tội thế ấy. Những người trong địa ngục đại khiếu hoán đều là người bắt kẻ khác ở trong hang mà hun khói giết. Đây là nhà giam đóng kín u tối, hoặc bắt ở trong hang hun khói tối tăm, hun khói giết chết, hoặc quăng kẻ khác xuống giếng mà cướp đoạt tài sản người. Do các nhân duyên như vậy nên phải chịu tội ở địa ngục đại khiếu hoán kêu la to. Thứ sáu thứ bảy là địa ngục nhiệt đại nhiệt. Trong hai địa ngục này có hai cái vạc đồng lớn là Nan Đà và Bạt Nan Đà, chứa đầy nước mặn sôi, quỷ la sát ngục tốt bắt tội nhân quăng vào trong đó. Như người đầu bếp nấu thịt, người ở trong vạc đầu trúc xuống chân trõng ngược lên, giống như nấu đậu nhừ nát, xương tiết dã rời, da thịt ly tán, biết đã nát rồi lấy đĩa vớt ra. Do hành nghiệp nhân duyên nên có ngọn gió lạnh thổi đến, liền sống lại lại tiếp quăng vào hầm than, hoặc quăng trong tro nóng, giống như cá ra khỏi nước, lại để trên cát nóng, lại lấy máu mủ mà tự nấu nung, từ trong hầm than lại bỏ trên giường lửa, cưỡng ép bắt ngồi, mắt tai mũi miệng và các lỗ chân lông tất cả đều bốc lửa. Người này đời trước làm não hại cha mẹ, sư trưởng sa môn, đối trước các phước điển người tốt bức não, làm cho họ nóng bức, cho tội ấy phải chịu tội ở địa ngục nhiệt nóng. Hoặc có người lấy cây sâu người nướng sống, hoặc thiêu đốt củi rừng, đồng nội làng xóm tượng Phật tích giá vân vân, hoặc xô chúng sanh rớt trong hầm lửa. Do các nhân duyên như vậy phải sanh trong địa ngục nhiệt đại nhiệt này. Thấy trong tỷ địa ngục dọc ngang 4.000 dặm, tường sắt bao quanh, so với 7 địa ngục trên thì chỗ này rất sâu. Ngục tốt quỷ la sát lấy chủy sắt lớn đánh đập tội nhân, như thợ rèn đập sắt lột da từ đầu đến chân, lấy 500 cái đinh đóng vào thân như xẻ da trâu, giằng kéo lẫn nhau bị phá nát theo tay kéo. Xe lửa sắt nóng nghiện thân xác, đuổi vào hố lửa bắt than ra, lại đuổi vào trong sông phân sôi nóng. Có trùng đồng mỏ sắt chui vào từ đằng mũi ra đằng chân,
Họ chui từ bàn chân ra đằng mồm hoặc đuổi vào đường dự kiếm, bàn chân rách nát. Như nhà bếp nấu thịt, đao kiếm giáo bén nhọn bay đâm vào thân như sương xuống lá rụng, theo gió rơi xuống. Tay chân tai mũi các chi tiết đều bị róc ruột chặt đứt rơi xuống đất, máu chảy thành ao. Hai con chó dữ lớn là Sama và Sa Bà La, mồm sắt cứng mạnh phá nát thân gần xương người, sức hơn hổ báo mạnh như sư tử. Có rừng gai lớn cua đuổi tội nhân bắt trèo lên cây. Khi tội nhân trèo lên thì gai chìa xuống, khi tội nhân tụt xuống thì gai mọc lên. Rắn độc lớn, dép bò cạp, ác trùng tranh nhau lại cắn cấu. Chim to mỏ dài, mổ đầu ăn óc vào sông nước mặn, theo nước chảy lên xuống. Khi ra khỏi phải đạp trên đất sắt nóng, đi trên gai sắt hoặc ngồi trên mác sắt, mác từ dưới đâm lên, rồi lấy kiềm vạch miệng rót đồng sôi vào, nuốt hòn sắt nóng vào miệng, miệng tiêu vào cổ, cổ tan vào bụng, bụng cháy, nam tạng đều tiêu, rơi thẳng xuống đất. Chỉ thấy khi cảnh xấu ác, thường nghe hơi hôi thối, thường chạm xúc thô ríp, gặp toàn các thứ thống khổ mê man ủ rũ, hoặc chạy cuồng loạn xông xáo, hoặc lẩn trốn quanh vất, hoặc ngã nghiêng tọa lạc. Người này đời trước thường tạo trọng tội ngũ nghịch đại ác, dứt hết thiện căn. Pháp nói là phi pháp, phi pháp nói là pháp, thật nói là không thật, không thật nói là thật, phá nhân phá quả, ganh ghét người lành. Vì các tội ấy nên vào địa ngục A Tỳ này chịu tội rất kịch liệt. Có 8 địa ngục lớn như vậy, lại có 16 địa ngục nhỏ làm quyến thuộc, đó là địa ngục băng, 8 ngục lửa nóng, trong đó tội độc không thể thấy nghe. 8 địa ngục hỏa nóng là hầm than, phân nóng, rừng cháy, rừng gươm, đường đao, rừng gai sắt, sông mạng, cọc sắt ấy là 8. 8 địa ngục băng lạnh là Án Phù Đà, Ni La Phù Đà, A La Ca, A Bà Bà, Hầu Hầu, Ô Ba La, Ba Đầu Ma, Đài Ba Đầu Ma, ấy là 8. Nếu phá giới hạnh thanh tịnh của phép xuất gia, để kẻ cư sĩ khinh rẻ Phật đạo, hoặc xô chúng sanh rớt trong hố lửa, hoặc khi mạng chung sanh chưa hết mà đem nướng trên lửa, cho các nhân duyên như thế nên bị đọa vào địa ngục hầm than, lửa cháy than nóng đến cối thiêu đốt thân tội nhân. Nếu món ăn của ruộng phước, tức là sa môn bà la môn, mà lấy tay bẩn sờ mó vào, hoặc ăn trước, hoặc lấy vật bất tịnh bỏ vào, hoặc lấy nước phần nóng đổ vào thân người ta phá tịnh mạng, hết thảy mạng nuôi sống, cho các nhân duyên như thế phải đọa trong địa ngục phân sôi. Địa ngục phân sôi rộng sâu như nước biển cả, trong đó có loài trùng nhỏ mò sát phá đầu tội nhân, ăn óc phá xương ăn tủy. Nếu thiêu đốt cỏ cây làm thương hại các loài trùng, hoặc đốt rừng săn bắn gây hại rất nhiều, cho các nhân duyên như thế phải đọa trong địa ngục rừng cháy, lửa cháy cỏ cây để đốt tội nhân. Nếu cầm dao kiếm tranh đấu giết hại, hoặc chặt cây để báo oán cũ, hoặc người đem lòng trung tín thành thật khuyến cáo, lại bí mật cùng nhau hãm hại, cho các nhân duyên như thế phải đọa trong địa ngục rừng gươm. Tội nhân vào trong địa ngục này, gió thổi là gươm chém chặt tay chân tay mũi đều bị rơi rụng. Khi ấy trong rừng lại có chim cắt chó dữ tranh nhau ăn thịt. Nếu lấy dao bén đâm người, hoặc cọc gỗ này lấy thương đao đánh giết người, hoặc cắt đứt đường xá, phá đồ cầu cống, phá chánh pháp chánh đạo, chỉ bày phi pháp phi đạo, do các nhân duyên như thế phải đọa trong địa ngục đường đao. Ở chỗ đường hẹp vách cao, rừng đao bén bắt tội nhân đi trên ấy mà qua, hoặc phạm tà dâm, xâm phạm phụ nữ người ta, ham hưởng thú vui xúc chạm, do các nhân duyên như thế phải đọa trong địa ngục rừng gai sắt. Cây gai cào một do tuần, trên có rắn độc lớn hóa thành thân gái đẹp, gọi tội nhân trèo lên cùng hưởng vui. Ngục tốt đuổi bắt trèo lên, gai đều chĩa xuống, đâm suốt tội nhân vào xương thấu tủy. Khi đã đến trên cây, hóa nữ liền trở lại thân rắn, phá đầu rúc vào bụng tội nhân, nơi nơi ngoài thành hàng lỗ đều bị phá nát, bỗng trở lại
Thấy thân thể bình phục, hóa nữ lại ở dưới cây gọi xuống, gục tốt lấy cung tên bắn lên, kêu phải tụt xuống, can lại chọc ngược lên. Khi đã xuống đến đất, thần hóa nữ trở lại làm rắn độc, phá thân tội nhân. Như vậy lâu lâu từ rừng cai sát nóng đi ra, xa thấy nước sông trong mát quái lạ, chạy đến bơi lội vào thì biến thành nước mặn sôi nóng. Tội nhân ở trong đó chốc lát da thịt rã rời, xương dựng đứng trong nước. Quỷ la sát lấy xoa móc ra đem bỏ trên bờ. Người này do nhân duyên hành nghiệp đời trước tàn sát loài thủy tánh, hoặc xô người các chúng sanh chìm vào trong nước, hoặc ném vào nước sôi nước băng. Do các nhân duyên ác nghiệp như vậy nên phải chịu tội ấy. Hoặc ở địa ngục cọc đồng, ngục tốt, la sát hỏi các tội nhân: ngươi từ đâu đến? Đáp: tôi đau khổ mê man, không rõ từ đâu đến, chỉ lo đói khát. Khi ấy nếu nói khát thì ngục đồng liền đuổi tội nhân, bắt ngồi trên cọc đồng nóng, lấy kiểm sát vạch miệng rót nước đồng sôi vào. Nếu nói dối thì bắt ngồi trên cọc đồng nuốt hoàn sát nóng vào miệng, miệng tiêu vào cổ, cổ tan vào bụng, bụng cháy, nam tạng tiêu hoại rơi thẳng xuống đất. Người này vì nhân duyên của các hành nghiệp đời trước hay trộm cướp tài sản của người khác để cung cấp cho miệng mình. Có người xuất gia đôi khi giả bệnh để cầu tìm dầu sữa được phè cho nhiều, hoặc không trì giới, không tham thiền, không có trí tuệ mà lãnh thọ nhiều vật thí của người, hoặc ác khẩu làm tổn thương người, do các nhân duyên hành nghiệp đời trước như vậy phải đọa vào địa ngục cọc đồng. Nếu người đọa vào địa ngục Át Phù Đà, chỗ này chứa băng lạnh, gió độc thổi đến làm cho các tội nhân da lông xé rụng, gân thịt đứt mất, xương phá tủy lòi, liền cứng trở lại chịu tội như lúc đầu. Người này vì nhân duyên của hành nghiệp đời trước thám xét lột da người, hoặc trộm cướp củi lửa của người đang lạnh cống, hoặc làm ác long sơn độc tức giận đổ mưa đá lớn băm giết hại người, hoặc khinh dễ Phật và đệ tử Phật người trì giới, hoặc bốn nghiệp của các miệng gây các trọng tội do các nhân duyên như vậy phải đọa vào trong địa ngục Át Phù Đà. Địa ngục Ni La Phù Đà cũng như vậy. Ở Át Phù Đà đôi khi có gián đoạn tạm được nghỉ ngơi, còn ở Ni La Phù Đà không gián đoạn, không có lúc nghỉ ngơi. Bà địa ngục ác bà A La La Hầu Hầu, gió rét run khóa miệng không mở được, nhân tiếng kêu rên ấy mà đặt tên ngục. Trong địa ngục Âu Ba La, băng rét thấm khắp tợ như hoa sen xanh. Ngục Ba Đầu Ma hiện trạng như hoa sen đỏ. Ngục Đại Ba Đầu Ma chú xứ của Câu Già Ly ở trong đó. Có người trí nghe như vậy kinh hãi: ôi chà, vì vô minh tham ái sân nhuế mới phải chịu khổ này. Được ra rồi lại vào, không cùng không thôi. Bồ Tát như thế suy nghĩ như vậy: nhân duyên của nghiệp khổ này đều là do các phiền não vô minh tạo tác, ta phải tinh tấn sinh tu lục độ nhóm các công đức để dứt trừ các khổ của chúng sanh trong năm đường, hướng phát lòng thương lớn, tăng thêm tinh tấn. Như thấy cha mẹ mình ở trong nhà giam tối tăm, bị tra khảo đánh đập thì lo buồn muôn mối, tìm cách cầu cứu tâm không lơi bỏ. Bồ Tát thấy các chúng sanh chịu khổ trong năm đường, tưởng đó là cha mẹ cũng như thế. Lại nữa, Bồ Tát tinh tấn đời đời sinh tu cầu các tài bảo bố thí cho chúng sanh, tâm không biếng nhác phế bỏ, tự có của cải có thể cho hết, tâm cũng không biếng nhác. Lại nữa, tinh tấn trì giới hoặc giới lớn giới nhỏ, hết thảy đều thọ, hết thảy đều trì, không hủy không phạm, lớn bằng lông tóc, giả sử có trái phạm liền phát lộ sám hối ngay từ đầu không che giấu. Lại nữa, sinh tu nhẫn nhục, nếu người dùng dao gậy đánh hại mắng nhiếc hủy nhục hay cung kính cúng dường, tất cả đều nhẫn, không thọ nhận, không dính mắc, cũng không nghi ngờ hối hận, tâm không thối mất đối với pháp sâu xa. Lại nữa, truyền tình một lòng tu các thiền định có thể trụ vững, có thể học tập được bốn tâm vô lượng, năm thần thông, tám thắng xứ, tám bội xả và 10 nhất thiết xứ, đủ các công đức, được bốn niệm xứ và các Bồ Tát thấy Phật tam muội. Lại nữa, Bồ Tát tinh tấn cầu pháp, thân tâm không giải đãi, siêng năng nỗ lực cúng dường pháp sư các thứ cung kính cung cấp, sai sử không hề trái lỗi, cũng không phế bỏ thối lui, không tiếc thân mạng chỉ vì pháp tụng đọc hỏi đáp. Đầu đêm giữa đêm cuối đêm tư duy ức niệm chủ lượng phân biệt, tìm nhân duyên của nó, chọn lựa chỗ đồng chỗ dị,
để biết thật tướng đối với hết thảy các pháp, tự tướng, dị tướng, tổng tướng, biệt tướng, nhất tướng, hữu tướng, vô tướng, như thật tướng và vô lượng trí tuệ của chư Phật Bồ Tát, tâm không thối không mất ấy gọi là Bồ Tát tinh tấn. Do các nhân duyên như vậy có thể làm phát sanh, có thể làm thành tựu các thiện pháp, cho nên gọi là tinh tấn ba la mật. Nghĩa chữ ba la mật như trước đã nói. Lại nữa, Bồ Tát tinh tấn thì gọi là tinh tấn ba la mật, còn người khác không tinh tấn thì không gọi là tinh tấn ba la mật. Hỏi: thế nào là tinh tấn được viên mãn cụ túc? Đáp: Bồ Tát sanh thân, pháp tánh, thân đều có thể đầy đủ công đức, ấy là tinh tấn ba la mật viên mãn cụ túc. Nghĩa chữ mãn túc như trên đã nói, vì thân và tâm tinh tấn không phế bỏ vậy. Hỏi: tinh tấn là một tâm số pháp, sao trong kinh gọi là thân tinh tấn? Đáp: tinh tấn đây là một tâm số pháp mà từ thân lực xuất hiện nên gọi là thân tinh tấn. Như thọ là một tâm số pháp mà thọ tương ưng với năm thức gọi là thân thọ, thọ tương ưng với ý thức gọi là tâm thọ. Tinh tấn cũng như vậy, do thân lực sinh tu hoặc hay bố thí, miệng tụng lời pháp hoặc giảng thuyết pháp, tinh tấn như vậy gọi là thân tinh tấn. Lại nữa, thực hành bố thí trì giới ấy là thân tinh tấn, thực hành nhẫn nhục thiền định trí tuệ ấy là tâm tinh tấn. Lại nữa, sinh tu việc bên ngoài ấy là thân tinh tấn, tự chuyên tinh bên trong ấy là tâm tinh tấn, thổ tinh tấn gọi là thân, tế tinh tấn gọi là tâm, tinh tấn vì phước đức gọi là thân, tinh tấn vì trí tuệ gọi là tâm. Nếu Bồ Tát từ khi mới phát tâm cho đến khi chứng được vô sanh nhẫn ở trong khoảng không gian ấy gọi là thân tinh tấn, vì sanh thân chưa xả, khi chứng được vô sanh nhẫn xả nhục sanh thân, được pháp tánh thân, cho đến khi thành Phật ấy là tâm tinh tấn. Lại nữa, Bồ Tát khi mới phát tâm vì công đức chưa đủ nên gieo ba nhân duyên phước báo là bố thí, trì giới, thiện tâm, dần dần được phước báo đem thí cho chúng sanh vẫn chưa được đầy đủ, lại rộng tu phước phát tâm đại bi, hết thảy chúng sanh không đủ của cải gây nhiều tội ác, ta đem chút của không thể làm cho đầy đủ được ý họ. Ý họ rất bất mãn, thời họ không thể siêng năng lãnh thọ giáo hóa, không lãnh thọ đạo giáo, thời không thể giải thoát sanh già bệnh chết. Vậy ta phải tạo phương tiện lớn, cung cấp của cải cho đầy đủ, bèn vào biển cả tìm các bó lạ, đạp nguyên nan leo lên núi để tìm thuốc hay, vào hang đá sâu để tìm vật lạ, nhựa đá chân bảo để cung cấp cho chúng sanh, hoặc làm tát đà bà luân thường đề bồ tát xiềng cầu tài bảo để bố thí cho chúng sanh mà mạo qua đường hiểm giặc cướp sư tử hổ lang ác thú vẫn không cho là nạn, cỏ thuốc chúng thuật có thể làm cho đồng biến thành vàng, các thứ biến hóa như vậy làm thành tài vật và vật vô chủ từ bốn phương đem cấp cho chúng sanh ấy là thân tinh tấn, được năm thần thông có thể tự biến hóa làm các món ăn ngon hoặc lên trời lấy thức ăn tự nhiên, như vậy gọi là tâm tinh tấn. Chứ các món tài vật để bố thí ấy là thân tinh tấn, do đức bố thí ấy mà đến được Phật đạo ấy là tâm tinh tấn, sanh thân Bồ Tát tu sáu ba la mật là thân tinh tấn, phát tánh thân Bồ Tát tu sáu ba la mật ấy là tâm tinh tấn. Chưa được pháp thân thời tâm theo thân, đã được pháp thân thời tâm không theo thân, thân tâm không hai. Lại nữa, trong hết thảy pháp đều được thành tựu không tích thân mạo ấy là thân tinh tấn, khi cầu hết cả thiền định trí tuệ tâm không biếng nhác mỏi mệt ấy là tâm tinh tấn. Lại nữa, thân tinh tấn là chịu mọi sự siêng năng khổ nhọc không bao giờ biếng nhác phế bỏ, như nói vua Phạm Ma Đạt nước Ba La Nại đi dạo săn trong rừng thấy hai bầy nai, mỗi bầy đều có chủ, mỗi chủ có bầy nai 500 con, một chủ có thân sắc bảy báu ấy là Thích Ca Văn Bồ Tát, một chủ là Đề Bà Đạt Đa Bồ Tát chúa nai, thấy đại chúng của vua người giết hại đồ đàng nai mới khởi tâm đại bi, đi thẳng trước vua người đua nhau bắn tên bay như mưa, vua người thấy nai ấy cứ đi thẳng đến mình không chút sợ sệt húy kỵ, để ra lệnh cho kẻ tùy tùng thu nhiếp cung tên lại không được làm rất mất ý muốn đi đến của chúa nai kia. Chúa nai khi đã đến quỳ xuống thưa với vua người rằng vua chỉ vì dục lạc du hí là việc nhỏ,
mà bảy nai trong một lúc đều phải chịu chết khổ. Nếu vị cung cấp cỗ ăn ngon thì chúng tôi sẽ tự chia phiên mỗi ngày đưa đến một con nai để cung cấp vào nhà bếp vua. Vua khen lời ấy, chấp thuận theo ý nai. Bấy giờ chúa của hai bảy nai họp lại, chia phiên cứ tuần tự mỗi 7 ngày nộp một con. Trong 7 nai của đệ bà Đạt Đa có con đang mang thai, đến phiên phải tống nộp. Đến thưa với chúa nó rằng, ngày nay thân tôi phải nộp vào chỗ chết, nhưng tôi đang mang đứa con trong bụng, không phải đến phiên nó, xin rủ lòng liệu lý để cho kẻ chết được đúng phiên, kẻ sống không bị xâm lạm. Chúa nay nổi giận nói, ai không tiếc mạng đến phiên chị phải đi đâu được tử thác. Nay mẹ suy nghĩ, chúa ta bất nhân, không lẽ tha thứ, không chịu xét lời ta, nóng giận ngang trái, không để ta thưa nói gì nữa, liền đi đến chỗ Bồ Tát chúa nay, đem tình thật đưa thưa đủ. Chúa nay, chúa hỏi nay rằng, chúa ngươi nói thế nào? Nay đáp, chúa tôi bất nhân, không thấy liệu lý mà chỉ thấy nóng giận. Đại nhân là nhân từ khắp hết thảy, cho nên tôi đến quy mạng. Như tôi ngày nay, trời đất tuy rộng mà không biết nơi nào để cáo mách. Bồ Tát suy nghĩ đây rất đáng thương, nếu ta không liệu lý thì đứa con kia sẽ bị giết oan uổng. Nếu chẳng phải phiên mà lại sai khiến thì đưa đến phiên, chưa đến phiên làm sao sai khiến được, chỉ có ta phải thay thế đó thôi. Suy nghĩ đã chắc chắn liền tự đi nộp mình, bảo nay mẹ trở lui, ta này thay thế cho ngươi chớ có lo buồn. Nay chúa đi thẳng đến cửa vua, mọi người trông thấy lấy làm lạ, sao nó tự đi đến, đem chuyện thưa lại vua. Vua cũng lấy làm lạ, bảo đi đến trước mặt hỏi rằng, các con này đã tiệt hết cả hay sao mà ngươi đến? Chúa nay đáp, đại vương nhân từ phổ cập bảy nay, không cho ai xâm phạm, nên chỉ có đông đúc, đâu có tiệt hết được. Tôi vì trong bảy nay khác có một con nai đang mang thai, sắp sanh con mà đến phiên phải thân đưa đến giao thớt thì đứa con kia phải mất mạng luôn, đến cáo bảy với tôi. Tôi nghĩ nếu sai các con nai chưa đến phiên đi thế cũng không được, nếu để nó trở về mà không cứu được thì có gì khác gì cây đá. Thần này không bao lâu chắc không khỏi chết, nếu thương xót cứu vớt hổ ách thì công đức vô lượng, nếu người không có từ tâm thì đâu khác hổ lang. Vua nghe lời ấy liền từ chỗ ngồi đứng dậy mà nói kệ rằng, ta thật là súc sanh gọi là nai đầu người, người tuy là thân nai gọi là người đầu nai, lấy lý để mà nói, không lấy hình làm người. Nếu có tâm tử huệ tuy thú thật là người, ta bắt đầu từ nay không ăn mọi thứ thịt, ta thí điều không sợ và đẻ an ý ngươi, các con nai được ở yên. Vô được tiếng nhân từ tin tưởng. Lại nữa, như Phạm Chí Ái Pháp 12 tuổi đi khắp cõi Diêm Phủ Đề cầu biết thánh pháp mà không được, vì gặp lúc không có Phật, Phật pháp cũng tận hết. Có một Bà La Môn nói, ta có một bài kệ thánh pháp, nếu thật yêu pháp ta sẽ cho ngươi. Đáp, thật yêu pháp. Bà La Môn nói, nếu thật yêu pháp hãy lấy ra người làm giấy, xưa người làm bút, lấy máu để chép thì ta sẽ cho ngươi. Liền đúng như lời ấy, phá xương lột ra lấy máu để chép kệ. Như pháp nên tu hành, phi pháp không nên thọ, đời này và đời sau người hành pháp an ổn. Lại xưa, lại nữa, xưa lửa đồng đốt cháy rừng, trong rừng có một con trĩ tự lực siêng năng bay vào trong nước, nhúng ướt lông cánh đem về dập tắt lửa lớn. Lửa to nước ít, bay đi bay lại mệt nhọc không lấy làm khổ. Khi ấy thiên đế thích đi đến hỏi rằng, ngươi làm gì vậy? Đáp, tôi cứu rừng này vì thương xót chúng sanh. Rừng này là chỗ rộng rãi, có bóng dập, nuôi sống mát mẻ khoái lạc. Các chủng loại và các tôn thân của tôi cùng các chúng sanh đều nương nhờ nơi đây. Tôi có thần lực đâu được biếng nhác mà không cứu. Đế thích hỏi, ngươi thật tinh tấn như vậy, phải đến bao lâu? Chỉ đáp, đến chết là kỳ hạn. Đế thích nói, tâm người tùy như vậy, lấy chi làm chứng mà biết? Liền tự thệ nguyện, tâm tôi chí thành, nếu chân thật không hư dối thì lửa liền dập tắt. Khi ấy trời tịnh cư biết thệ nguyện của Bồ Tát liền làm cho lửa dập tắt, nên từ xưa đến nay chỉ có độc nhất rừng này tươi tốt không bị lửa cháy. Các hành giả đời trước như vậy, việc khó làm mà làm không tiếc thân mạng, quốc tài vợ con voi ngựa bầy bó, đỏ mắt tủy não, xương bố thí không biết mệt,
Như đã nói Bồ Tát, vì các chúng sanh mà trong một ngày ngàn lần chết ngàn lần sống. Giống như tinh tấn bố thí thực hành trì giới nhẫn nhục thiền định trí tuệ ba la mật cũng tinh tấn như vậy. Các tướng nhân duyên nói ở trong kinh Bồ Tát Bổn Sanh ấy cũng là thân tinh tấn. Đối với các thiện pháp tu hành tin vui không sanh nghi ngờ hối hận, không biếng nhác mọi mệt, theo các bậc thánh hiện xuống đến phàm phu cầu pháp không nhàm chán như biển nuốt dòng sông, ấy là Bồ Tát tâm tinh tấn. Hỏi: tâm không biết nhàm đủ, việc ấy không đúng, vì cớ sao? Nếu như việc sở cầu đã thành tựu, sở nguyện đã viên mãn, thời nên biết nhàm đủ. Nếu biết lý không thể cầu, sự không thể thành biện, thời cũng nên buông bỏ, chớ sao lại thường không biết nhàm đủ. Như người đào giếng tìm suối, dụng công càng nhiều càng không thấy dấu hiệu nước, thời phải nên ngừng bỏ. Cũng như đi đường đã đến chỗ ở rồi, thời không còn đi nữa, chứ sao lại thường không biết nhàm chán đủ. Đáp: Bồ Tát tinh tấn không thể lấy việc thế gian ví dụ so sánh, như đào giếng sức ít thì không thể có nước, chứ chẳng phải không nước. Nếu chỗ này không có, các chỗ khác ắt có. Như có chỗ đến chắc chắn là cầu đến Phật, đến cầu nhàm chán, dạy người không biết mệt mỏi, cho nên nói không nhàm chán. Lại nữa, Bồ Tát tinh tấn chí nguyện rộng lớn, thể độ hết thảy chúng sanh vô cùng tận, cho nên tinh tấn cũng vô cùng tận. Ông nói việc xong rồi phải ngưng, việc ấy không đúng. Tuy đã được đến Phật mà chúng sanh chưa độ hết thì chẳng nên ngừng nghỉ. Ví như tướng lửa, nếu không tắt thì luôn luôn cháy. Bồ Tát tinh tấn cũng như vậy, chưa vào diệt độ thì luôn luôn không ngừng nghỉ. Do vậy, trong 18 pháp bất cộng, hai pháp là dục và tinh tấn được tu tập là dục vô yểm và tinh tấn vô yểm. Lại nữa, Bồ Tát không trú pháp mà trú trong bát nhã ba la mật, không bỏ tinh tấn, ấy là Bồ Tát tinh tấn chứ không phải Phật tinh tấn. Lại nữa, Bồ Tát khi chưa được Bồ Tát đạo, với thân sanh tử đem việc tốt mà thí cho chúng sanh lại đem việc không tốt ra hại Bồ Tát, hoặc có chúng sanh Bồ Tát khen ngợi lại đem lợi hủy nhục, Bồ Tát cung kính lại đem tâm khinh mạng, Bồ Tát thương tưởng lại đi tìm lỗi Bồ Tát mưu toan làm thương tổn. Các chúng sanh không có thể lực đến mức não Bồ Tát, Bồ Tát đối với các chúng sanh ấy phát thệ nguyện rộng lớn: ta đắc Phật đạo cốt để độ các chúng sanh ác hơn trong sự ác ấy, đối với các ác ấy sanh tâm đại bi không giải đãi. Ví như tử mẫu thương con mình bệnh, lo nghĩ không dứt, tướng trạng như vậy, ấy là Bồ Tát tinh tấn. Lại nữa, khi hành bố thí ba la mật, những kẻ đi xin từ 10 phương đến, muốn cầu xin, cái không đáng xin cứ đến xin, và những vật hệ trọng khó xả thí nói với Bồ Tát rằng: cho tôi hai mắt, cho tôi đầu óc xương tủy, vợ con yêu quý và các chân bảo quý giá, những vật khó xả thí như vậy. Kẻ đi xin cứ nài xin cho được, mà tâm Bồ Tát vẫn bất động, không khởi ý keo kiệt, sân hận, không sanh tâm nghi ngại, mà chỉ một lòng vì Phật đạo nên bố thí. Ví như núi Tu Di, gió bốn phương thổi đến, không làm lay động được. Các tướng trạng như vậy gọi là tinh tấn ba la mật. Lại nữa, Bồ Tát tinh tấn là tu đủ cả năm ba la mật kia, ấy là tinh tấn ba la mật. Hỏi: có người đến xin ba y và bình bát, nếu cho thời phá giới, vì sao? Vì Phật không cho phép. Nếu cho thời phá đàn ba la mật, như vậy tinh tấn làm sao mà thực hành đủ cả năm ba la mật kia? Đáp: nếu Bồ Tát mới tu, thời không thể một đời một thời thực hành đủ cả năm ba la mật. Ví như khi Bồ Tát thực hành đàn ba la mật, thấy cọp đói quá muốn ăn con nó, bấy giờ Bồ Tát phát tâm đại bi liền đem thân thí cho. Cha mẹ Bồ Tát vì mất con mình yêu sầu, áo não hai mắt bị mù, cọp giết Bồ Tát cũng phải mắc tội, nhưng không chủ tính cha mẹ yêu khổ cọp mắc tội giết, mà chỉ muốn đầy đủ đàn ba la mật tự được phước đức. Lại như tỷ kheo trì giới, tùy theo sự kính trọng đuổi các người phạm giới, người bị đuổi ốc sầu phiền não nhưng chỉ muốn trì giới, không thường sự khổ của người kia, hoặc có khi thực hành bát nhã thế tục dứt tâm từ bi như Bồ Tát Thích Ca Mâu Ni, kiếp trước làm thái tử của đại quốc vương vương phủ, có người thầy phạm trí đến dối gạt là không ăn ngũ cốc, mọi người tin theo cung kính cho là kỳ lạ. Thái tử suy nghĩ, con người có tứ chi phải nhờ ăn ngũ cốc mới sống, mà người này không ăn, chắc là quanh co để lấy lòng người chứ không phải thật,
Cha mẹ bảo con, người này tinh tấn nên không ăn. Đó là điều hiếm có trên đời, sao con quá ngu mà không cung kính? Thái tử đáp, xin tế nhị lưu ý người này, không bao lâu chứng nghiệm sẽ tự bại lộ ra. Bây giờ thái tử tìm đến chỗ người ấy ở trong rừng, hỏi kẻ trăn trâu trong rừng, người ấy ăn những thứ gì? Kẻ trăn trâu đáp, người ấy nửa đêm ăn ít nhiều váng sữa để toàn mạng. Thái tử biết thế rồi trở về cung, muốn đưa ra sự chứng nghiệm ấy, liền lấy các thứ thuốc sổ ướp vào hoa sen xanh. Sáng ngày phạm chí đi vào cung ngồi bên vua, thái tử tay cầm hoa sen ấy đến cúng dường vái chào xong trao hoa cho phạm chí. Phạm chí vui mừng nghĩ rằng vua và phu nhân lớn nhỏ trong ngoài đều phục sự ta, chỉ có thái tử không tin tưởng cung kính mà nay đem hoa đẹp cúng dường, thật quá tốt không lường. Được hoa đẹp ấy rồi, vì kính người đã cúng dường cho mình nên điều hòa lên mỗi người, hơi thuốc trong hoa đi vào bụng, giây lát thuốc hành trong bụng, muốn tìm chỗ đi sổ. Thái tử nói phạm chí không ăn vì sao đến nhà xí, bắt gấp đi, giây lát mửa ở bên vua, trong đó thấy toàn là váng sữa. Chứng nghiệm đã rõ ràng, vua và phu nhân mới biết nó dối trá. Thái tử nói người này là giặc thật, vì cầu danh mà dối gạt cả một nước. Như vậy thực hành bát nhã thế tục, chỉ muốn cầu đầy đủ trí tuệ mà xâm phạm đến lòng thương, không sợ người ta giận. Hoặc có khi Bồ Tát thực hành bát nhã xuất thế gian, đối với việc bố thí chỉ giới tầm không nhiễm trước. Vì sao? Vì đối với người thí, người thọ và tài vật bố thí, tội và không tội, sân và không sân, tinh tấn và giải đãi, nhiếp tâm và tán tâm đều là không thể có được, bất khả đắc. Lại nữa, Bồ Tát thực hành tinh tấn ba la mật, đối với hết thảy các pháp vốn là bất sanh bất diệt, chẳng phải thường, chẳng phải vô thường, chẳng phải khổ, chẳng phải vui, chẳng phải không, chẳng phải thật, chẳng phải ngã, chẳng phải vô ngã, chẳng phải nhất, chẳng phải dị, chẳng phải có, chẳng phải không. Biết rõ các pháp đều do nhân duyên mà học, chỉ có tên gọi, còn thật tướng là không thể có được. Bồ Tát quán như vậy, biết hết thảy pháp hữu vi đều là hư dối, tầm ngừng đứt không tác vi, muốn diệt bỏ tâm chỉ lấy sự tịch diệt làm an ổn. Nhưng bây giờ vì nhớ đến bổ nguyện thương xót chúng sanh nên trở lại thực hành Bồ Tát pháp, nhóm các công đức. Bồ Tát tự suy nghĩ, ta tuy biết các pháp là hư dối nhưng chúng sanh không biết việc ấy nên phải chịu các thống khổ trong năm đường, ta nay phải thực hành đầy đủ 6 ba la mật. Bồ Tát được quả báo khi sinh ra có thần thông, cũng chứng được Phật đạo, đủ 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp, tất cả trí tuệ, đại từ đại bi, vô ngại giải thoát, 10 lực, 4 điều không sợ, 18 pháp bất cộng, 3 đạt minh và vô lượng các Phật pháp. Khi được các pháp ấy, tất cả chúng sanh đều có được tâm tin thanh tịnh, đều lãnh thọ hành trì đưa vui Phật pháp. Thành tựu được việc này là đều do sức của tinh tấn ba la mật, ấy là tinh tấn ba la mật. Như Phật đã nói, Bồ Tát tinh tấn không còn thấy thân, không còn thấy thân, thân không tạo tác, tâm không nghĩ tưởng, thân tâm nhất mực bình đẳng, không phân biệt, cầu Phật đạo để độ chúng sanh. Nhưng không thấy chúng sanh là bờ này, Phật đạo là bờ kia, hết thảy sự tạo tác nơi thân tâm đều phóng xả, như trong mộng có tác vi, khi thức không có làm chi, ấy là tịch diệt mọi tinh tấn, nên gọi là ba la mật. Vì cớ sao? Vì biết hết thảy mọi tinh tấn đều là tà ngụy, vì hết thảy các pháp đều là hư vọng không thật, như mộng như huyễn, các pháp bình đẳng mới là chân thật. Trong pháp bình đẳng thì không có sự cầu tín gì, cho nên biết hết thảy các pháp tinh tấn đều là hư vọng. Tuy biết tinh tấn đều là hư vọng mà vẫn thành tựu không thối chuyển, ấy gọi là Bồ Tát tinh tấn chân thật. Như Phật nói, ta ở trong vô lượng kiếp thí cả đồng mắt tủy não cho chúng sanh, khiến được mãn nguyện khi chỉ giới nhẫn nhục thiền định, ở trong rừng núi thân thể khô khao, hoặc chỉ chay bớt ăn, hoặc dứt các thứ sắc vị, hoặc nhẫn chịu sự tai họa mạng nhục đau gậy, do vậy thân thể tiêu khô, lại thường tọa thiền siêng khổ không kể nắng sương, để cầu trí tuệ tụng kinh suy nghĩ vấn nạn, giải thuyết các pháp, dùng trí phân biệt tốt xấu thô tế hư thật nhiều ít, cúng dường vô lượng chư Phật, ân cần tinh tấn cầu các công đức ấy, muốn đầy đủ 5 ba la mật. Ta khi ấy chưa được gì, chẳng được bố thí chỉ giới nhẫn nhục tinh tấn thiền định trí tuệ ba la mật. Thấy Đức Phật Nhiên Đăng, ta lấy 5 cành hoa dài trên Phật, trải tóc trên bùn để Phật đi qua, để chứng được vô sanh pháp nhẫn. Tức thời cả 6 ba la mật được đầy đủ, đứng giữa hư không ca ngợi Đức Phật Nhiên Đăng, trông thấy 10 phương vô lượng các Phật khi ấy mới được tinh tấn.
Thân tinh tấn bình đẳng nên tâm được bình đẳng, tâm bình đẳng nên được các pháp bình đẳng, các tướng trạng nhân duyên như vậy gọi là tinh tấn ba la mật. Hết quyển 16 theo bản Hán.